Xin chào tất cả mọi người, hôm nay rất vui mình muốn chia sẻ với các bạn một cái ca sửa lông mày rất là khó. Và cái tình trạng lông mày của chị thì nó hỏng khá là nặng. Và hôm nay thì mình thực sự là cảm thấy rất thành công, muốn chia sẻ cái ca này dành để cho những khách hàng nào mà bị hỏng rồi thì sẽ có cái động lực để mà mình sửa mày cho đẹp hơn. Bởi vì thật sự là lông mày rất quan trọng trên khuôn mặt, đúng không chị? Chị ơi, cho em hỏi thì chị tên là gì chị nhỉ? Em tên Tuyền ạ. Vâng, chị Tuyền, chị ở Quảng Ninh đúng không ạ? Chị Tuyền là một khách hàng rất là xa, ở tại Quảng Ninh đi mấy trăm cây số để lên đi cây để sửa mày. Chị Tuyền có nhớ cái tình trạng lông mày cũ của mình không? Em đen lắm. Em thì em rất là nhớ, vì nó không những đen mà nó còn bị trổ xanh rất là nặng. Đây là sau khi mà đã hút lông mày và đi cây rồi. Nhưng mà bởi vì cái gốc mực này có một cái nhược điểm, đấy là gì, là nó là gốc mực cực kỳ nhiều hóa chất. Cái thứ hai là cái da của chị rất là mỏng, cho nên người trước đã đi rất là sâu quá, sâu đến mức độ mà cái mực ấy nó ăn tít ở dưới những cái tầng dưới của da, nên bây giờ là khi mà mình xử lý nó không thể tuyệt đối được 100%. Mà thứ hai nữa là chị Tuyền thì vừa ở Quảng Ninh xong, và sau ngày hôm nay thì chị Tuyền lại bay vào Sài Gòn luôn. Cho nên trường hợp này là mình xử lý hút xong và mình làm luôn cho chị trong ngày hôm nay để cho chị có thể kịp đi công tác. Và chính vì là bởi vì là vừa hút xong rồi, cho nên là khi mà các bạn nhìn thấy là để làm một cặp lông mày mà nó thành công như này, nó cũng là cả một cái nghệ thuật. Nghệ thuật ở đây mình chia sẻ là gì? Đầu tiên là cái việc là các bạn nhìn thấy là sau khi vừa hút xong tại đi cây mà nó không hề bị sưng tấy, không hề bị phồng rộ. Đấy, lông thì vẫn giữ được nguyên lông của chị gái. Cái thứ hai là sau khi mà vừa hút xong rồi mà lại có thể làm được lông mày ngay, và nó hoàn thiện gần như là che được cho chị 99,9% rồi. Nó không còn những cái hiện tượng mà lộ những cái vết xanh lá. Đây là mực màu xanh lá. Cái mực này nó là quá nhiều hóa chất rồi, cho nên là việc mà xử lý một cặp lông mày rất là khó. Và thực sự em cái lông mày rất thành công đối với mình. Chị ơi, sau khi mà trải nghiệm được cái công nghệ laser và làm lông mày tại IK rồi thì chị có muốn chia sẻ một chút trải nghiệm của mình không? Cảm xúc rất hài lòng ạ. Có thể nói kỹ hơn giúp em một tí, ví dụ như là hút thì cảm thấy như thế nào và lý do vì sao chị lại phải đi xa như vậy? Nó hút thì cũng không đau, với cả nó không sưng ấy. Vâng, không sưng. Quan trọng là nó không bị trụi lông mày á, không bị cháy trụi lông mày đúng không ạ? Chị Tuyền nói rằng đi xa như thế mà chị vẫn phải cố gắng, bởi vì là không tin tưởng ở chỗ đấy nữa. Thế cho nên là đấy là điều mà mình rất là ghi nhận, bởi những khách hàng đi rất là xa tốn rất là nhiều công sức. Bởi vì cặp lông mày quá quan trọng, nên là cái việc mà đổ công sức vào để sửa một cái lông mày sao cho hoàn chỉnh là một điều mà rất cần. Mong rằng những chị em nào mà có những cái lỗi hỏng về lông mày thì các chị em đừng ngần ngại đi xa nhé. Bởi vì đến với DK thì thứ nhất là cái số lần hút nó trở nên rất là ngắn. Cái thứ hai là sau khi hút xong bạn có thể làm luôn để tiết kiệm được cái thời gian của mình. Và cái thứ ba là với cái công nghệ mới nhất của DK là Hair Shock thì nó có thể khắc phục được tất cả những cái lông mày dù khó đến đâu. Và kể cả những lông mày mà vẫn còn những vết mực như này thì DK vẫn có thể xử lý được cho các bạn bằng cái công nghệ sợi. Các bạn nhìn thấy này, với những cái ca mày khó như này thì ở chỗ khác thì người ta sẽ auto là phun kín từ đầu đến đuôi, nhưng với ở DK thì mình sử dụng cái sợi Hair Shock mới nhất, và ngoài ra mình đã xử lý lại cái nền để cho cái lông mày của chị nó trở nên là đẹp hơn này, che hết để cái nền cũ mà vẫn có sợi. Đấy là điều rất là quan trọng đối với một cặp lông mày tự nhiên. Cảm ơn chị Tuyền rất là nhiều. Em hy vọng là cái clip này của chị Tuyền sẽ làm động lực cho những khách hàng đang bị hỏng để đến với DK để sửa một cặp lông mày thật là đẹp nhé. Và chúc chị nhiều sức khỏe và xinh đẹp. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn.